Chiều nay, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng do Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với quận Cẩm Lệ về thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Chuyển trạng thái thích ứng, từ đầu năm đến nay các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn quận Cẩm Lệ từng bước phục hồi và có bước phát triển. Tổng giá trị tăng thêm các ngành kinh tế ước đạt 2.729 tỷ đồng, tổng thu ngân sách đạt gần 73% dự toán được giao với 340 tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án và việc giải ngân đầu tư công đảm bảo tiến độ được giao. Qua thí điểm mô hình chính quyền đô thị giúp bộ máy cơ sở tinh gọn, thủ tục hành chính được cắt giảm, tăng tính chủ động trong điều hành của chính quyền và trách nhiệm người đứng đầu được nâng cao. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đảm bảo hoạt động đối thoại, tiếp và giải quyết kiến nghị của người dân được thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, qua triển khai cũng có một số vướng mắc về các vấn đề ngân sách, đầu tư công, xây dựng cơ sở hạ tầng, kinh phí đơn vị sự nghiệp, quận đề nghị thành phố xem xét giải quyết. Các vấn đề liên quan đã được đoàn giám sát trao đổi tại buổi làm việc. Qua giám sát, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao sự phục hồi kinh tế xã hội của quận Cẩm Lệ trong bối cảnh thích ứng và đề nghị quận tiếp tục tập trung các nguồn lực phát triển địa phương theo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy. Những cái nhiệm vụ trọng tâm của thành phố hiện nay sau đại dịch vẫn là giải ngân vốn đầu tư công, vẫn là đẩy nhanh các cái dự án động lực trọng điểm, vẫn là tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng, thì phải xem đây là những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay để không chỉ phát triển kinh tế, phục hồi phát triển kinh tế của quận mà còn giúp chung cho cái việc của thành phố. Hiện nay chúng ta đang làm quy hoạch, nhất là quy hoạch phân khu, thì cái gì của quận theo cái 180, cái gì theo yêu cầu mong muốn của quận, thì cái này vai trò của Ủy ban Nhân dân quận trong tham mưu rà soát bổ sung vào trong quy hoạch là rất là quan trọng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cùng đề nghị quận Cẩm Lệ tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc trên địa bàn liên quan đến phát triển đô thị. Tăng cường thêm công tác quản lý trật tự đô thị, tài nguyên môi trường, trong đó những cái chủ trương lớn như là triển khai mở rộng kiệt hẻm này, rồi cái xử lý điểm nóng ô nhiễm môi trường này, rồi di dời cơ sở sản xuất trong khu dân cư này, thì hiện nay cũng khá là phức tạp, thì đề nghị các đồng chí có cái lộ trình và cái phương pháp chỉ đạo xử lý cho nó phù hợp. Ghi nhận tinh thần nghiêm túc của quận Cẩm Lệ trong triển khai cũng như các bất cập phát sinh khi triển khai chính quyền đô thị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị các sở ngành tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương. Về phía quận, cần tập trung thực hiện đúng các quy định về quy chế dân chủ, đối thoại, tiếp và giải quyết kiến nghị của người dân, đẩy mạnh cải cách hành chính.